Em chào các bác thân yêu Mã số 2 hôm nay là dòng quắm phát đi rừng cho tất cả các bác nhá Dòng này là quắm vừa phải thôi Nó không phải là quá dài cũng không quá ngắn nói chung là nó là quám tầm vừa các bác nhá còn quám dài nữa thì chắc là mấy hôm nữa em mới lên hàng cho tất cả các bác được còn à, có những mẫu thì lâu lắm em cũng lên bao giờ rồi thì hôm nay mới lên cho tất cả các bác ví dụ như là mẫu số 3 chẳng hạn mẫu số 3, số 4 lâu lắm mà không lên có vỏ các bác ạ mẫu sáu mẫu bảy thì những con này cũng là lên nhiều rồi thì à, các bác cứ lên tham khảo cùng em trong những cái mã hôm những cái con mã hôm nay sẽ là mình ưng mã nào không và đặc biệt mã một hôm nay sẽ là sale đồng giá 350 trăm năm cho tất cả các bác nhá bởi vì hiện tại mã một có hai em một đầu tiên là một dao mũi tù như thế này một dao mũi tù lưỡi là 30 độ dày sống lưng là 5 ly bản rộng rơi là bản 4 các bác nhá. Có lá chắn đồng vàng chốt hai đinh có lỗ ở đuôi dao. Bình thường em này là 350 thì hôm nay 380 thì hôm nay để cho tất cả các bác cái giá là 350 000 em này có lá chắn đồng vàng hệ mũi tù lưỡi 30, chặt phát tốt các bác nhá. Đây ạ, à, mã số 1. Con mã thứ hai của con số 1 là một con dao phát hệ là bản nhám. Một dao phát bản nhám con này thì um, tuyệt vời rồi các bác ạ. À. Lưỡi là 30, bản rộng phần rộng ở đây này Nó rơi vào bản 4 và độ dày sống lưng là 5 ly Ốp phun tang như thế này các bác nhá Dòng ốp phun tang thì chặt bao đầm Nói chung con này là hệ chuyên là để chặt phát rồi nên khi các bác chặt ấy nó rất là đầm con này thì có cán và có lỗ ở đuôi như thế này các bác nhé dòng nhám ốp phun tang cắt đoạn an toàn cho các bác khoảng 2 cm còn lại lưỡi sắc là 27 cm như thế này dòng sử dụng là vòng bi nên bao bén cho tất cả các bác các bác nhá bao bén cho tất cả các bác mình sử dụng ít bị mài mà mình sử dụng giữ cạnh tốt ăn sâu gốc thì mình phải chuyên con này chặt nó cực kỳ ăn luôn nó chặt ăn ở đoạn này này các bạn nó cực ăn luôn chặt phát nó thuộc hệ chặt phát như này cho em con này hiện tại là 350 để giá cho các bác mã số 1 Còn đây ạ à, mã số 2 lên cho các bác những em dao quắm phát tán là cán gỗ là uh, uh, gỗ gỗ uh, gỗ cẩm nam các bạn à. đấy như mãi mà không ra gỗ nó là gỗ gì đây con này là quắm phát gỗ cẩm nam con này là uh, Tự làm bằng tay các anh nhá Nói chung là dòng quắm ấy thì làm rất là khó Nên là con này là toàn là các ông chú làm thôi Còn dao đi rừng Những kiểu như thế này này Thì là anh nhà em hay làm Còn là những cái con như thế này thì là do ông chú làm Hoặc là bố làm đấy thì là mình sẽ là làm những con quắm này chỉ có người già thì họ mới còn làm quắm như thế này thôi người trẻ họ lười làm quắm quá bởi vì là làm quắm khó quá các bác ạ à, mà giá cả của quắm thì nó cũng không được cao với cả cũng không bán được quá nhiều dòng quắm ấy nên là à, lên cho bác vài con quắm để các bác tham khảo các bác nhá lưỡi cắm quắm này hiện tại đang vào là lưỡi 25 à bản rộng rơi vào là bản là bản rộng rơi vào là bản 4, còn độ dày sống lưng là 4 ly nên là nó vừa phải hệ chặt phát vừa phải thôi. Mà đặc biệt quắm này là thép nên là khi mà các bác dùng càng mài thì nó càng sắc, nó sắc cả những cái đoạn như thế này để các bác trẻ rạch ấy, có nghĩa là khi mà mình trẻ mình rạch ấy các bác ạ, như cái những cái đoạn như thế này nhá, khi mà các bác mà mình mình trẻ rạch mà móc ấy thì những cái đoạn này cũng rất là sắc. Và những cái đoạn này thì đều là được tôi cho tất cả các bác hết, cả cái đoạn này ra sắc từ cái đoạn này vào đoạn này. Nó gọi là đặc trưng của quắm rồi. Con nào thì cán cũng rất là đẹp với sử dụng dòng gỗ hương. Em này thì em chỉ để giá cho tất cả các bác là 320 một em thôi các bác ạ. 320 một em thôi gỗ là gỗ hương nhá. À gỗ là gỗ cẩm nam. Có khâu đồng ở hai đầu như thế này cho em. Đấy, nhưng em để cho tất cả các bác chỉ có là 320 thôi. Bác nào ưng thì zalo của em là 0347 753 780 các bác nhá Đấy là dòng dao quắm ạ Tiếp theo đến hết qua dao quắm Thì đến những cái mẫu dao có vỏ hôm nay gửi tới tất cả các bác này à, Em đang lên hàng nên nó sẽ hơi trói nắng các bác tí nhá Các bác thông cảm giúp em đấy Lúc nắng lúc mưa hôm qua mưa quá thì phải lên trong nhà Lên trong nhà thì các bác nhìn lại không được rõ mấy Đấy tiếp theo là một em dao mũi tù như thế này Lưỡi là 16 Bản rộng rơi vào là bản 3.5 Dòng mũi tù các bác nhá Dòng mũi tù uh, có cả vỏ như thế này cho tất cả các bác này dòng Mũi tù có cả vỏ như thế này cho các bác nhá. Đây ạ. À, cán thì cán gỗ mun. À cán con này mun thì không phải rồi, nó thuộc dòng cầm xanh rồi các bác ạ. Bởi vì ánh màu xanh này em cho ra nắng các bác thấy ánh màu xanh ạ. Cho ra nắng rất là ánh màu xanh luôn nó đã thuộc dòng cầm xanh rồi. Đây. Cả vỏ như thế này cho các bác nhá Em này cả vỏ chỉ có 460 thôi Bác nào triển khai em này triển khai cho em đây Lên cả vỏ cho bác thì nếu mà ra cẩm xanh Thì nó ra rồi cái có một màu ánh xanh Lên vân rất là đẹp đây Đây gọi là dòng cẩm xanh các bác nhá đấy. Con này thì có 460 cả vỏ thôi Bác nào ưng thì mình triển khai cho em Mình thích để đen hay để trắng thì mình cứ báo em nhá Con này thì quá là xinh rồi Con này quá là xinh rồi Đây mã số 3 còn số 4 này, số 4 thế là dòng dao phát hệ mũi bằng, chuyên cho các bác đi rừng, dòng có vỏ, lâu lắm không lên dòng có vỏ, con này cũng là cẩm xanh các bác nhá, con này cũng là cẩm xanh này, đường vân rất là rõ đẹp lên vân cho các bác này, rõ đẹp như thế này mà, nó, nếu mà đối với cái dòng này ấy, da nắng thì nó lên vân rất là đẹp các bác nhá, dòng, dòng này lên da nắng lên vân rất là đẹp này. Uh, con này hiện tại là lưỡi 5, 20, động là 30 bản rộng rồi bản 3 độ dày sống lưng là 5 lít đánh nhám một mặt một mặt để đen như thế này ốp full tang cán vót vân như thế này cho các bác nhé cả vỏ là 630 con này cả vỏ thì có 630 đó các bác khóa lưỡi cho các bác này khóa lưỡi tốt cho tất cả các bác này con này thì rất đẹp mà dễ dùng cho tất cả các bác luôn có 630 thôi các bác ạ 630 mã số 4 đến mã số 5 thì giao phát con này không lạ gì với tất cả các bác rồi bởi vì em có lên con này quá nhiều các bác không còn lạ lẫm gì ở mã số 5 rồi con này sẽ có lưỡi 4 à, con này có lưỡi 35 là kịch nhất nhá. Hiện tại hiện tại em này đang là lưỡi 30, có lưỡi năm là kịch nhất. Lưỡi 35 thì nó dài thêm 5 phân nữa nó khoảng bằng này các bạn, nó dài khoảng nằm bằng này nữa. Còn chất liệu lưỡi thì nó là dòng vòng bi tương tự nhau thôi, chỉ là con thì dài hơn, con thì ngắn hơn. Toàn là khách quen mà các bác nhiều khi á Toàn các bác khách quen mình mua rồi xong mình lại quay lại ủng hộ Có bác đã sở hữu gần hai ba chục con dao bên em rồi Đấy con này thì có vân xoáy rất là đẹp các bác nhá Con này có vân xoáy rất là đẹp Ạ. Đều là dùng dòng cẩm thị xanh nên là nó sẽ có ánh xanh cho tất cả các bác nhá. Dòng môn bây giờ cũng ít lắm rồi tại vì là các bác thích dòng cẩm xanh nhiều nên là cố gắng sưu tập dòng cẩm xanh nhiều nhiều cho tất cả các bác mình sử dụng à, mã số 5 hiện tại đang là à, 630 dòng cả vỏ các bác nhá. Đến mã số 6 đi ạ. Mã số 6. Em này thì là dòng à, treo phong thủy cho bác mà nếu mà các bác mình chặt lọc thái cơ bản trong gia đình thì mình cũng làm được. Nha chủ yếu để treo phong thủy cho các bác. Con em này thì em làm cho các bác khách quen. Nói chung là cũng ít khi làm những cái dòng như thế này Nhưng mà nếu mà khách quen nhờ Mà để chơi thì em vẫn cố làm cho cả các bác nha Em vẫn cố làm cho các bác Bác cũng khách quen lâu rồi thì Mình uh, tin tưởng nhau thì làm cho các bác chơi chơi thôi Kỷ niệm các bác đấy Đây là mã số 6 các bác nhá Lưỡi là dòng lưỡi này là dưỡi 35 đấy ạ Dòng lưỡi 35 Còn đây sẽ là mã số 7 này Mã số 7 con này dùng dòng cẩm xanh này Lên xanh rất là đẹp luôn Các thấy cái rõ ràng màu xanh đấy không ạ cái con này càng ra ánh sáng ánh nắng thì càng xanh các bác nhá. Bây giờ em để nó qua cái camera màn hình các bác sẽ không nhìn được cái dòng ánh xanh của nó nha. Hiện tại em đang nhìn ngoài trời nắng ấy, thành ra là nó sẽ lên màu màu ánh xanh rất là đẹp luôn. Em này là 780 cả vỏ các bác nhá. Dòng cẩm xanh ạ. Đây ạ. Ốp đồng phần này là ốp đồng dòng vòng bi ốp full tang như thế này, một tầng gỗ cẩm chỉ, một tầng ốp đồng như này nên nhìn rất là đẹp luôn em này lên vân đẹp lắm các bác anh em này lên ánh xanh đẹp lắm mà vân em này đều hai mặt như cái cái vây cá ấy. con này không có điểm nào chê các bác nha con này là 780 không một điểm nào chê luôn ạ đây đến uh, tiếp theo là mã số 8 mã số 8 cũng tương tự như nãy nhưng mà con này hiện tại nó đang sử dụng là uh, một tầng môn, một tầng cẩm con này cũng là cẩm xanh nha con này cũng là cẩm xanh lên vân cũng rất là đẹp này con này lên vân cũng rất là đẹp ơ thế không ạ con này lên vân cũng màu ánh xanh rất là đẹp luôn Em này là 760 cho nhé Em này là 760 ạ Đấy, lưỡi nó tương tự nhau thôi Lưỡi nó tương tự nhau thôi Nó khác mỗi cái vỏ em này 780, em này 760 7 và mã 8 Bác nào ưng mã nào thì mình ủng hộ em à, Qua cái zalo là 0347 753 780 Mình có thể lấy cả vỏ hoặc lấy không vỏ đều ok các bác nha Đấy, đặc biệt là mã số 1 hôm nay sale đấy ạ Nên các bác ủng hộ em nhá Xin chào tất cả bác và hẹn gặp lại các bác trong cái video lần sau À uh, Zalo của em là 0347 753 780 các bác nhá. Xin chào ạ.